Có người nói rằng vua Bảo Đại cưới Nam Phương Hoàng hậu không phải vì tình yêu, thậm chí ông Phạm Khắc Hòe, đồng lý văn phòng của cựu Hoàng còn viết trong hồi ký Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc rằng vua Bảo Đại cưới bà để đào mỏ. Tuy nhiên, cả vua Bảo Đại lẫn Nam Phương Hoàng hậu đều khẳng định cựu Hoàng thích bà ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Trong cuốn hồi ký Con rồng An Nam, nhà vua viết một biến khố khác lại xảy ra làm cho cuộc đời của tôi có sự thay đổi quan trọng. Số là khi tôi vừa từ Pháp trở về đã có tiếng xì sầm trong Hoàng Cung để tuyển Hoàng hậu cho tôi. Đức Thái Hậu cũng như các vị thượng quan trong triều ai nấy đều có sẵn người của mình để tiến dẫn. Nhiều lần tôi đã nhận thấy có sự sóng gió xa xôi nhưng tôi không để ý mấy. Biết rằng vấn đề này, việc lựa chọn của vua chỉ có thể dựa vào đề nghị của triều đình. Tôi đợi người ta cho những đề nghị rõ ràng. Ngược lại, như tôi đã từng nói, tôi đã quyết định phá tan chế độ đa thê đang thịnh hành ở Việt Nam. Khi đề cử tên tôi làm đông cung thái tử, không có gì khó khăn vì tôi là con trai độc nhất của cha tôi. Nhưng tôi từng biết có nhiều tấn bi kịch đẫm máu xảy ra vì chuyện tranh chấp ngôi kế vị, nhiều khi có tính cách hèn hạ xấu xa giữa anh em ruột hay anh em khác mẹ mà tôi muốn tránh vết xe đổ ấy. Hai cụ xác cũng rất quan tâm đến sự tìm cho tôi một người vợ. họ mong rằng vị hoàng hậu này cũng phải có một nền học vấn như tôi. vì vậy, nhân dịp cuối năm, tôi đi nghỉ mát ở Đà Lạt vài ngày. con gái của quan toàn quyền Pierre Patke cũng nghỉ mát ở đó. tại khách sạn Lang Langbian Đại Sảnh Đường, quan toàn quyền có giới thiệu với tôi một thiếu nữ Việt Nam đi cùng với cụ bà Trác, cô Maria Teresa Nguyễn Hữu Hào, con gái nhà điển chủ Nguyễn Hữu Hào. Cô theo đạo công giáo, năm nay 18 tuổi, vừa mãn khóa ở Convent des Orsaux ở Pháp. Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, thường thường chúng tôi gặp lại nhau một cách rất bất ngờ. Maria Teresa rất thích ngày du học ở Pháp. Cũng như tôi, cô rất yêu âm nhạc và các môn thể thao. Cô có vẻ đẹp yểu điệu của người miền Nam. Trong triều đại của chúng tôi, vì tìm kiếm người đẹp cho vua hướng nhiều con gái miền nam bởi vì đối với người trung hay bắc kỳ nam kỳ vẫn được coi là đất hứa sau vài lần trò chuyện tình cảm êm dịu đã nảy nở giữa chúng tôi và chúng tôi hứa hẹn sẽ gặp lại nhau khi trở về huế tôi có kể lại cho mẫu thân chuyện này và ý định của tôi bà không mấy hoan nghênh khi biết cô theo đạo công giáo và cũng tây học như tôi bà muốn rằng tôi nên lấy một người vợ biết tôn cổ biết đạo Tam Tòng Tứ Đức. Mặt khác, bà cũng rất quan tâm về vấn đề giáo dục con cái theo đạo Thiên Chúa. Thế nhưng, đây không phải là vấn đề hoàn toàn tôn giáo mà là một vấn đề quốc gia. Bởi vì, nếu trẻ con sinh ra do cuộc hôn nhân này lại theo đạo Công giáo thì nay mai đây người kế vị lên làm vua làm sao có thể biết phụng thờ tôn miếu, làm lễ tế nam giáo? Triều đình cũng rất bỡ ngỡ. Các vị tứ trụ triều đình bàn cãi sôi nổi. Lần gặp gỡ sau Với cô Maria Teresa Tôi ngỏ ý muốn lấy cô Tôi quyết định bất chấp cái thủ tục cổ lỗ kia Và sẽ báo cho triều đình ý định này Ngày cưới là hành 20 tháng 3 năm 1934 Đám cưới được cử hành trước triều đình và các đại diện của Pháp Đó là một vấn đề mới mẻ Vì từ xưa tới nay chưa bao giờ như vậy Tôi cũng có quyết định tấn phong ngay cho vợ tôi tước hiệu hoàng hậu sau khi cưới Điều mà từ xưa Mẫu thân tôi chỉ được phong sau khi phụ hoàng đã chết. Tôi tấn phong cho vợ tôi là Nam Phương Hoàng hậu, có nghĩa là hương thơm của miền Nam, đồng thời cũng có một sắc dụ cho phép Hoàng hậu được mặc áo màu vàng da cam vốn chỉ dành riêng cho Hoàng đế. Lễ tấn phong được cử hành ngay ở Điện Cần Chánh, là nơi vẫn dùng để thiết Đại Triều. Trước sân trầu có trải thảm đỏ và vàng vẫn dùng để Hoàng đế bước lên. Các quan triều thần đều tập hợp đủ mặt. Hoàng hậu vận triều phục màu vàng, đầu đội mũ kết chân châu bảo ngọc, đi hia mũi nhọn, tay cầm hốt ngà, từ từ tiến vào, qua hai hàng quan triều thần chào đón để tiến tới trước ngai tôi đang chờ đợi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước tôi, một thiếu nữ đã một mình tiến cung như vậy. Khi đến trước mặt tôi, hoàng hậu khấu đầu làm lễ vái ba vái rồi ngồi sang bên phải tôi trên chiếc ngai vàng thấp hơn. Lễ tấn phong hoàn thành nhanh chóng, Tôi đưa hoàng hậu về điện Kiến Trung và ở đấy với tôi. Đến chiều, hoàng hậu tới triều kiến Đức Hoàng Thái hậu, bà rất hoan hỉ và tiếp đón niềm nở. Một kim sách được lập cho hoàng hậu và sắc chỉ tấn phong được đem ra niêm yết ở tòa sắc chỉ. Trước khi lấy vợ, tôi đã cho sửa chữa lại điện Kiến Trung cổ kính thành cung điện tối tân đầy đủ tiện nghi. Đây là ngôi nhà được trang bị kiểu châu Âu, có nhiều phòng ngủ, một buồng ăn và phòng làm việc. Theo sự yêu cầu của tôi, Hoàng hậu sẽ phụ trách các vấn đề xã hội. Sau khi xem xét các phòng ốc, Hoàng hậu tỏ ra rất thích thú về sự xếp đặt này của tôi. Chiều ngày cưới, tôi mời hai cụ chắc đến dự tiệc. Sau đó, biết rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ hai cụ trở về Pháp. Thường xuyên chúng tôi ở đấy vì chưa có biệt điện riêng. Triều đình chỉ có tại đây một vị đại diện miền núi. Vị này cũng chẳng mang lại danh hiệu quan tước gì chúng tôi liền cho xây một cung điện ở Đà Lạt. Còn Nam Phương Hoàng hậu sau này cũng kể lại. Hôm đó, ông Đắc, đốc lý thành phố Đà Lạt, gửi mời cậu Lê Phát An tôi đến dự tiệc ở Hotel Palace. Tôi không muốn đi, nhưng cậu An tôi năn nỉ và hứa với tôi chỉ đến tham dự vài phút. Vái chào nhà vua xong là về, nên tôi phải đi một cách miễn cưỡng. Tôi chỉ trang điểm sơ sài mặc cái áo dài bằng lụa đen mua bên Pháp thôi. Chúng tôi đến trễ nên buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu. Cậu tôi kéo ghế định ngồi ngoài hiên thì ông Đác trông thấy, ông chạy đến chào chúng tôi rồi nắm tay cậu tôi kéo vào. Vừa đi ông vừa nói, ông và cô phải đến bái yết hoàng thượng mới được. Khi cánh cửa phòng khách vừa mở, tôi thấy vua Bảo Đại ngồi trên chiếc ghế bành chính giữa nhà. Ông Đác bước bên cạnh vua, nghiêng mình cúi chào kính cẩn nói bằng tiếng Pháp. Tâu Hoàng thượng, đây là ông Lê Phát An và người cháu, cô Maria Teresa. Nhờ các tu sự ở trường, từng chỉ dạy nên tôi biết phải làm gì để tỏ lòng tôn kính với bậc quân vương. Vì vậy, tôi đã không ngần ngại đến trước mặt hoàng đế, quỳ một gối và cúi sát đầu xuống nền nhà cho tới khi thấy bàn tay của cậu tôi kéo dậy, tôi mới đứng lên. Nhà vua gật đầu chào tôi theo đúng tiếng nhạc trỗi dậy theo điệu tango. Ngài ngỏ lời mời và dìu tôi ra sàn nhảy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Về sau, khi đã trở thành vợ chồng, Ngài mới cho tôi biết hôm đó Ngài rất chú ý cách phục sức đơn sơ của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi được vua lưu ý một phần là do trong buổi dạ tiệc chỉ có tôi là người đàn bà Việt Nam duy nhất nói tiếng Pháp và theo hành lễ đúng cung cách lễ nghi Tây Âu đối với Ngài. Thời gian làm hậu của bà Nam Phương chỉ kéo dài 10 năm, kể từ năm 1000 1934 đến năm 1945 khi vua Bảo Đại buộc phải thoái vị do cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, trong tuyên bố thoái vị, vua Bảo Đại nói Chấm muốn được làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước nô lệ. Đây cũng là dấu mốc chấm dứt tham vọng chính trị của Nam Phương và bà phải sống cuộc đời xa xứ, cô đơn lạnh lẽo cho đến cuối đời. Trong khí thế cách mạng, tại Huế, Nam Vương Hoàng hậu đã thể hiện tinh thần yêu nước của mình, ngày 17 tháng 9 năm 1945, bà là người đầu tiên đến nơi mặt trận Việt Minh tổ chức tuần lễ vàng tại Huế, tự nguyện tháo hết trang sức bằng vàng mang trên người hiến tặng cách mạng. Tại đây, bà được gắn một huy hiệu cờ đỏ sao vàng. Vua Bảo Đại sau khi được thoái vị đã được mời làm cố vấn tối cao của chính phủ lâm thời Việt Nam và được là đại biểu quốc hội đầu tiên năm 1946 Tuy nhiên tháng 3 năm 1946 Bảo Đại tham gia phái đoàn của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang Trung Hoa Sau đó đã không trở về mà sống tại Hồng Kông Và cũng từ chức cố vấn Đến ngày 1 tháng 1 năm 1947 Nam Phương Hoàng Hậu cùng các con rời Việt Nam sang Pháp Tại đây bà được trao nhận một khối tài sản lớn do cha đẻ của bà trao lại Bà chia tất cả cho các con, chỉ giữ lại một trang trại ở Chaprinac, gồm 160 mẫu đất và một đàn bò, gần 100 con, cùng một vườn hoa hồng lúc nào cũng nở hoa. Nam Phương Hoàng Hạo mất vào ngày 14 tháng 9 năm 1963, thọ 49 tuổi. Lúc lâm chung, các con thì ở xa, bảo đại sống ở miền Nam nước Pháp bên cạnh bà Nam Phương lúc đó chỉ có hai người giúp việc. Khi được tin bà tạ thế, vua Bảo Đại đã trở về ngay và mua một chiếc quan tài bằng gỗ sồi, loại gỗ quý duy nhất của người Pháp để an táng cho bà. Đám tang bà Nam Phương được tổ chức theo nghi lễ đạo công giáo rất đơn giản, chỉ có các hoàng tử, công chúa và một ít bạn bè thân thiết, trong đó công công chúa Như Lý, con gái vua Hàm Nghi sống ở Pháp lúc đó đến dự. Linh cửu hoàng hậu nam phương được an táng tại nghĩa trang công giáo ở chabrinak